Cả làng tôi ngày xưa nghèo đói, cày thuê không kiếm nổi bát cơm. Cơm củ to cha ơi con gọi, một thìa cơm cõng đòi khoai vằm. Nam Quảng Trạch mất mùa nắng hạn, lúa nghẹn đồng lau trắng phất phơ. Rào nan hứng hờ trôi về biển, để ngàn năm khát cháy đôi bờ. Chí đã quyết lòng dân ý đảng, sức vạn người phá đá ngăn sông. Nước leo núi vượt trời bom đạn, nước reo vui trên những cánh đồng. Những câu thơ tác giả Hoàng Minh Đức đọc cho chúng tôi nghe về dòng sông quê ông, về một thời gian khó nhưng đã hào hùng vững bước đi lên, cho chúng tôi cảm nhận được sự đổi thay nhờ dòng nước ngọt lành đã mang lại cho vùng quê nơi đây mỗi ngày thêm trù phú. Và chúng tôi cảm nhận rõ hơn bao giờ hết khát vọng cháy bỏng của một vùng đất luôn trỗi mình vươn tới, khát vọng xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn, bền vững hơn từ việc khai thác tiềm năng của dòng sông ấy, Rào Nan. Để tìm về đầu nguồn của dòng Rào Nan, chúng tôi có chuyến hành trình dọc theo đường tỉnh lộ 559B từ Phù Trịch qua xã Quảng Hòa, Quảng Sơn, thị xã Ba Đồn, lên xã Cao Quảng, huyện Tuyên Hóa. Từ thôn Tân Sơn, xã Quảng Sơn đến Cao Quảng, con đường và dòng sông men theo triền núi, quanh co giữa những cánh đồng, gần 20 km. Nhiều đoạn con đường với dòng sông cùng nhau rì rào uốn lượn suốt hành trình. Mọi con đường tìm đến đầu nguồn của các dòng sông đều gian truân, Rào Nan cũng vậy. Được sự giúp đỡ của Ủy ban Nhân dân xã Cao Quảng, theo chân anh Trần Tiến Dũng, cán bộ văn hóa thông tin xã, và anh Nguyễn Hữu An là người có kinh nghiệm làm du lịch cộng đồng ở địa phương, chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình. Từ con đường 559B Cao Quảng đi Tân Hóa, gần đến cầu Phú Nguyên đang xây dựng, chúng tôi chuyển qua di chuyển bằng xe máy. Theo con đường giữa những cảnh rừng trồng keo bạt ngàn đang đổ lớn, trên con đường gập ghềnh sỏi đá và bùi đất chừng 20 phút. Từ đây, chuyển đi phải tiếp tục bằng đôi chân trèo đèo lùi suối, xuyên qua những cánh rừng nguyên sinh đầy muỗi, trên lối mòn lởm chởm đá núi của dãy Trường Sơn. Sau gần 30 phút thì chúng tôi đã chạm đến đích cuộc hành trình. Một cảm giác choáng ngợp và ngây ngất bởi sự bí ẩn bất tận và vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên. Trước mắt chúng tôi, dòng sông bất ngờ xuất hiện từ những mạch đá dưới chân của ngọn núi cao vút, trào dâng từ một hồ nước sâu xanh thẳm. Người dân địa phương gọi đây là Vũng Ao. Độ sâu của Vũng Ao cũng theo những người địa phương đi cùng thì chưa biết nó sâu đến độ nào. Có lẽ phải có chuyên gia đo đạc, nhưng chắc chắn sâu đến hàng chục mét. Bây giờ đang mùa nước cạn, dòng nước trong vắt chảy len lỏi qua các gành đá nhấp nhô giữa lòng sông. Phía sau những dãy núi đá này là thung lũng Tân Hóa, nơi được cho là rốn lũ của huyện miền núi Minh Hóa. Rào Nan là con sông ngắn nhất trong ba con sông chính để hình thành nên sông Danh, với chiều dài 35 km, chảy trên địa bàn của ba xã là Cao Quảng, huyện Tuyên Hóa, xã Quảng Sơn và xã Quảng Minh của thị xã Ba Đồn. Rào Nan từ Cao Quảng chảy về có độ dốc cao, vượt qua hàng chục thác lớn, nhỏ. Nhưng từ đập Rào Nan ở thôn Linh Cần Sơn về xuôi thì dòng sông trở nên chậm rãi, hiền hòa giữa đôi bờ soi bóng những hàng tre xanh ngát. Rào Nan là mạch nguồn đường thủy xuyên suốt giữa hai xã và kết nối với nhiều vùng. Từ Quảng Sơn có thể lên thượng nguồn Cao Quảng. Khi về xuôi thì qua Quảng Ninh rồi hợp lưu với sông Danh để ra biển. Trước đó, Rào Nan đã hợp lưu với dòng Rào Son từ Phong Nha chảy về tại thôn Cồn Nâm, xã Quảng Minh. Ở nơi giao nhau này của hai dòng sông, trải qua thời gian đã bồi đắp nên một vùng bãi bồi màu mỡ phù sa gồm ba thôn là Cồn Nâm, Đông Thành và Hà Tân. Vùng đất ven dòng sông Nan, sông núi Hữu Tình,
không khí trong lành, thoáng đãng. Ở Quảng Sơn có những đồi thông nằm dưới chân đồng Ngùi, đẹp chẳng khác gì những đồi thông ở Đà Lạt. Giữa trưa hè, rừng thông vẫn dễ chịu vì rười mát. Rào Nan tĩnh lặng và âm thầm diễn ra cuộc sống mưu sinh về đêm. Những chiếc thuyền câu lặng lẽ, những chiếc rớ kéo kẹt cất lên mong đánh bắt được những loài thủy sản sông nước đặc trưng của vùng nước lở, nơi hòa lẫn nước mặn của biển và dòng nước ngọt từ núi cao chảy về. Sông ở đây lòng không sâu, không lớn nhưng nguồn thủy sản khá phong phú. Nhờ sự thuận tiện của giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy do Rào Nan tạo ra, với vùng quê tần tảo tạo nên nhiều sản vật. Bên bờ sông đã hình thành những chợ nổi tiếng và tồn tại từ nhiều thế kỷ trước, là nơi giao thương của vùng Nam huyện Quảng Trạch cũ, nay là thị xã Ba Đồn, như chợ mới Quảng Ninh, chợ Quảng Sơn. Chỉ một đoạn sông với chiều dài hơn 5 km, nhưng hai bên dòng sông có đến 4 di tích lịch sử cấp quốc gia và cấp tỉnh. Đình làng Minh Lệ ở xã Quảng Minh, lăng mộ lãnh binh Mai Lượng, đình làng Thọ Linh và di tích Trần Thảm Sát B-52 ở xã Quảng Sơn. Đây là những chứng tích hào hùng, đau thương cùng thăng trầm của lịch sử, nơi lưu giữ và trao truyền những nét đẹp sinh hoạt văn hóa được hình thành từ lâu đời của vùng đất bán sơn địa. Theo thời gian, nhiều tập tục cổ xưa vẫn duy trì và phát triển, tạo nên bản sắc của một vùng sông nước hữu tình, nơi miền Trung nắng gió này. Các sinh hoạt văn hóa, lễ hội, trò chơi dân gian bên dòng Rào Nan rất phong phú và hấp dẫn. Hàng năm, khi Tết đến xuân về là thời điểm bắt đầu diễn ra các lễ hội, các trò chơi dân gian được tổ chức. Các trò chơi và sinh hoạt văn hóa cộng đồng nơi làng quê luôn thu hút đông đảo bà con tham gia. Đặc biệt lễ hội đua thuyền được các cấp chính quyền địa phương tổ chức thường xuyên, trở thành lễ hội truyền thống đặc sắc của người dân Quảng Sơn vào dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Phát huy truyền thống và bản sắc văn hóa của... Chúng tôi đã bỏ công tìm kiếm trên Internet và liên hệ với khá nhiều cơ quan chức năng lưu trữ. Nhưng thật đáng tiếc, các hình ảnh về xây dựng đập Rào Nan hồi thập kỷ 60-70 thế kỷ trước hầu như không có. Một số tài liệu thì thời gian khởi công, thời gian hoàn thành không đồng nhất và ít chi tiết. Tháng 8 năm 2020, chúng tôi lần theo những cánh đồng vừa xong mùa gặt của các xã vùng Nam, thị xã Ba Đồn, tìm về dòng nước mát Rào Nan để được tỏ tường câu chuyện hơn 50 năm về trước. Nơi đây, những nhân chứng sống của thời kỳ hào hùng đó, những chàng trai, những cô gái 18 đôi mươi thuở nào trực tiếp tham gia xây dựng công trình, bây giờ đã trạc tuổi trên 70 còn khá nhiều. Nhà chúng tôi đến đầu tiên là nhà bà Đinh Thị Diễn, nguyên Chủ tịch Ủy ban Hành chính xã Quảng Sơn từ năm 1963 đến năm 1975. Sau đó chúng tôi còn tìm về Quảng Ninh, Quảng Tân. Ở đâu cũng vậy, chỉ cần các ông, các bà ý ới gọi nhau qua vài nhà trong xóm là đã có một cuộc tụ họp và vui vẻ câu chuyện cùng chúng tôi. Bắt đầu mà để mà triển khai làm Rào Nan là năm 64, chứ không giữ ngày tháng đúng không ạ? Đồng chí Nguyễn Tư Thoán là ra quyết định triệu tập là từ thường vụ đảng ủy trở lên của chính xã miền Nam là họp tại
là cái miếu gần hồ Gia Anh Sơn. Khi về làm đó thì cùng khảo quạt nói chung rồi thì quyết định đấy là không có đấy. Nhưng khi đồng chí Nguyễn Đức Thoan là không có đấy, cứ quăng đá xuống. Quăng đá xuống. Thì khi ngay mà quăng đá xuống thì cùng sau đó là sau cái hội nghị đó thì khoảng là vài tháng chứ đó. Sau đó khoảng 2 tháng. Thì khi đó mới đều điều động là đo giáng mà chở đá về. Thì nói chung là huy động dân lực là làm đá này, rồi làm đất này. Riêng chúng tôi kể cũng phải đi gánh đất. Rồi là làm và bổ sung là đến 67, năm 67 là bắt đầu là chiến tranh máy bay ra là bắn là ác liệt công. Từ 7 tháng là 7 giờ cho đến 9 giờ là ra bắn tại vùng đập. Rồi chiều là 2 giờ đến 4 giờ. Nào là máy bay này, sâu sáng này, bom bi này. Đây là một cái vùng chiến tranh rất ác liệt. Nhưng dân, đảng và dân chúng tôi máy bay đến. Máy bay đến, đi đi về tôi làm. Máy bay đến đi về tôi nấp. Cho nên quá trình toàn đảng, toàn dân của nói chung cả quân trách nhưng mà cả năm hai này thì. Khi mà có cái tiếng gọi của đảng với nhà nước, có cái chủ trương xây dựng cái đập Rào Nán để đem nước về cho vùng Nam thì lúc đó là rất khó khăn, hoàn cảnh thì chiến tranh. Dụng cụ thì nói chung là chúng tôi lên làm ở công trường thì cũng toàn là bằng tay, bằng dụng cụ thô sơ thôi. Còn là đi làm thì huy động thì dân công đi là nói chung là đến cái tuổi từ 16 trở lên. Mà theo tinh thần của gọi của đảng thì là về tôi xung phong ra đi hết cả. Đến sáng cái năm 68, 69 là huy động toàn dân. Toàn dân là những cái ông già mà như bố tôi kể là hơn 70 tuổi rồi. Mà có mấy cụ cùng trên 70 tuổi là cũng là lên làm. Tất cả 9 xã miền Nam Quảng Trạch và là một số vùng ròn, vùng là ngoài Quảnh Dương cũng hợp kể là cũng vào. Nói chung là cũng vào làm, rồi là biến Phập Kỳ, nhân dân công làm là đông. Hồi đó với tôi rất còn nhỏ. Đến khi tôi đi cả tám về thì là nước Rào Nán bắt đầu là có họ đắp xuống mương từ trên Cuộc Sơn xuống là mới đắp mương Rào Nán. Còn đến mãi hình như là khoảng độ năm 72, năm 72 thì là mương mới hoàn thành. Rồi hồi đó tôi đang đi học cấp 3. Nhưng mà nước về đường trộn mô là cả làng cả xóm là chảy ra. Lớp bọn con nít là chạy úi chà. Tôi người lớn nhưng mà nước chạy đến mô là mọi người đều chạy theo đấy. Chạy theo rồi con nít là vỗ tay hoan hô được. Mà nước lúa là nứt nẻ cả từng bụi lúa rồi mà chạy xuống là được là nó réo sung thục lên, bọt sung thục lên và mình cảm nhận là cái nước đang khô chảy nó mà đồn nó khô chảy nó nước vào một cái là thấy cái lá lúa nó thay đổi liền, cho nên nó rất là phấn khởi. Đúng là quá phấn khởi. Đập thủy lợi Rào Nan và hệ thống kênh mương thủy lợi là công trình của ý đảng lòng dân, mang sự mạnh giải khát cho vùng đất rộng lớn phía nam sông Danh của huyện Quảng Trạch cũ. Một công trình thủy lợi ngăn nước mặn, giữ nước ngọt, cứu đói, cứu khát cho hàng vạn dân, làm thay đổi cuộc sống của một vùng đất rộng lớn. Từ năm 1973 cho đến bây giờ, khi có nguồn nước ngọt Rào Nan về, đồng ruộng, đất đai khô cằn bao đời trước của 9 xã vùng Nam huyện Quảng Trạch, nay là thị xã Ba Đồn, đã thay da, đổi thịt. Hồi trước, canh tác lúa chủ yếu nhờ trời, ruộng quanh năm khi thì khô hạn, khi thì ngập úng, nhiễm phèn, nhiễm mặn, mất mùa và đói kém liên biên. Sau khi có nước thủy lợi, người dân hăng hái thau chua rửa phèn, khai hoang thêm đồng ruộng, làm lúa hai vụ. Những năm gần đây, người nông dân tích cực ứng dụng khoa học công nghệ, thay đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa cơ giới hóa vào sản xuất, lương thực thực phẩm được đảm bảo, cuộc sống dần no đủ và vươn lên. Ngày 10 tháng 3 năm 2013, Ủy ban Nhân dân huyện Quảng Trạch cũ đã tổ chức lễ khởi công dự án cấp nước sinh hoạt huyện Quảng Trạch. Dự án này sẽ khai thác nguồn nước tại sông phía thượng nguồn đập Rào Nan để cấp nước sinh hoạt cho 22 xã dọc sông Danh với gần 30.000 hộ dân, gần 140.000 nhân khẩu, chiếm 63% dân số huyện Quảng Trạch thời ấy. Dự án được chia làm hai giai đoạn. Đến năm 2016, giai đoạn 1 của dự án hoàn thành đưa vào sử dụng. Đã có gần 14.000 hộ gia đình ở 9 xã vùng Nam được đầu nối sử dụng nước của dự án.
Trước đây là như vậy là nước rau nán không có, dân đấy là toàn dùng nước mặn, cái giếng mướm lên là phèn với là chỗ phèn. Thế nên ngay cái vấn đề là ăn uống thì chưa nói, nhưng cái tắm giặt là tắm thường thường là bị là gọi ghẻ lở. Thứ hai là cái áo quần á, là đặc biệt cái áo quần là áo trắng là thành áo màu. Cái lợi thứ nhất là giải phóng được cái nước chua phèn. Cái thứ hai là về cái nước sạch là về cho bà con như vậy ăn uống. Ngày xưa là tôi phải đi gánh nước ngọt ở trên gá thì phải lên đến cái vùng những lôi trên gá, lên đến cái chỗ vùng bên trên gá là có mấy cái nhà là xin gánh mà chặt chiếu mà vô rừng miếu hoặc là đi những lôi là chặt từng ngùm về thì coi như là phải gánh về. Phải đi từ 3-4 giờ sáng mà ai đi sớm thì được, ai đi trưa thì cũng có. Lấy gánh nước về để mà dùng mà uống. Nhưng ngày nay thì nước vô tận nhà thì ăn uống tắm giặt thoải mái. Đến thời điểm tháng 6 năm 2020, nước sạch Rào Nan đã vượt sông Danh, hòa mạng lưới nước sạch sinh hoạt của chi nhánh cấp nước Ba Đồn, cung cấp cho xã Quảng Hải và phường Quảng Phong, thị xã Ba Đồn, hứa hẹn hoàn thành giai đoạn 2 cấp nước sạch cho nhân dân theo dự án. Biến đổi khí hậu bất thường, thời tiết ngày càng khắc nghiệt. Nhiều năm gần đây, tháng nắng triền miên, nhiệt độ tăng cao, mặt đất và những cánh đồng khô khát, nứt nẻ. Những ngày tháng 6, tháng 7, đầu tháng 8 năm 2020, nước Rào Nan trên đập càn trơ đáy. Để có nước sinh hoạt, nước tưới cho những cánh đồng lúa đang trổ bông, kết hạt, trạm thủy nông Rào Nan phải nào vét lòng sông, nối ống ra giữa lòng sông để lấy nước. Nếu tiếp tục nắng nóng thì chỉ vài ngày nữa sẽ không còn nước để bơm. Dân vùng Nam thị xã không có nước sinh hoạt, những cánh đồng lúa đang lên đồng sẽ chảy khô. Lại ngước mặt nhìn trời, lại mong mỏi một cơn mưa. Việc đầu tư xây dựng lại hệ thống thủy lợi Rào Nan là nhu cầu cấp thiết cho sản xuất và đời sống của nhân dân, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội nói chung và quy hoạch thủy lợi nói riêng. Đập Rào Nan xây dựng lại sẽ giải quyết tình trạng thiếu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp của 9 xã vùng Nam, mở rộng vùng cấp nước sạch sinh hoạt cho thị xã Ba Đồn và các xã ven sông Danh, huyện Quảng Trạch, đồng thời góp phần cải tạo tiểu khí hậu vùng, an toàn lũ cho hạ du. Thế nhưng, để khởi công xây dựng công trình rất gian nan, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của một bộ phận nhân dân, một số kẻ với động cơ cá nhân đã kích động, lôi kéo người dân phản đối việc xây dựng công trình. Với sự vào cuộc của những chuyên gia hàng đầu của Việt Nam về thủy văn, địa chất, kết cấu đã giải thích cặn kẽ với nhân dân. Cùng quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sau khi được tuyên truyền, vận động, người dân đã đồng tình ủng hộ triển khai thực hiện dự án. Sau một thời gian dài chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt, sau bao năm mong chờ của Đảng bộ và nhân dân thị xã Ba Đồn và huyện Quảng Trạch, dự án thủy lợi Rào Nan, một trong những dự án trọng điểm của tỉnh Quảng Bình, đã được khởi công xây dựng vào ngày 20 tháng 12 năm 2019. Ngay sau khi khởi công, đơn vị trúng thầu xây dựng đập tràn, cống lấy nước và thiết bị cơ khí của dự án, tập đoàn Sơn Hải đã bắt tay ngay vào việc triển khai thi công với khí thế sôi nổi, quyết tâm cao độ. Tập đoàn đã tập trung nhân công, máy móc, thiết bị thi công hiện đại nhất đến công trường, nơi vị trí đập năm xưa trở thành công trường rộn rã, tấp nập, khẩn trương suốt ngày đêm. Đầu đầu cũng vang lên tiếng máy, tiếng xe hối hả trong những cơn gió nóng hầm hập thổi suốt đôi bờ Rào Nan. Đêm trên công trình, một vùng trời rực sáng, những tia chớp lửa hàn chói sáng, những đoàn xe chở bê tông, vật liệu tấp nập vào ra. Tất cả nhằm đảm bảo thi công đạt tiến độ và chất lượng. Để đảm bảo tiến độ công trình, tranh thủ thời tiết chưa mưa lũ, nhà thầu xây dựng bố trí, sắp xếp nhân công, thiết bị, máy móc một cách khoa học để làm việc 3K, 4 kíp, suốt 24 trên 24 giờ trong ngày. Hiện tại nhà thầu Sơn Hải đang tập trung thi công cống xả đáy và cái block 1
phục vụ cho là dẫn dòng của năm 2021 và cố gắng vượt lũ chính vụ năm 2020. Các đơn vị tham gia xây dựng công trình, từ cơ quan quản lý dự án đến các đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, thi công đều tăng cường hoạt động, phối hợp chặt chẽ trong từng việc liên quan. Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh là đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý dự án đã thường xuyên theo dõi, đôn đốc, giám sát chặt chẽ thi công và tăng cường phối hợp với các đơn vị thiết kế, thi công, đẩy nhanh tiến độ công trình. Đến thời điểm này, công trình đập thủy lợi Rào Nan đã thực hiện được nhiều hạng mục quan trọng. Kỹ sư Đinh Anh Nam, giám sát trưởng công trình cho chúng tôi biết, hiện tại nhà thầu đã thi công hoàn thành hơn 30% khối lượng công việc. Những công đoạn khó, đòi hỏi công nghệ kỹ thuật cao đã hoàn thành đảm bảo chất lượng cao. Khối lượng công việc còn lại, phần nổi của công trình sẽ được thi công thuận lợi hơn và tiến độ nhanh hơn. Trong quá trình thi công thì bên ban quản lý dự án đã bố trí cán bộ có năng lực để giám sát trong quá trình thi công để công trình đảm bảo chất lượng, đảm bảo tiến độ. Tất cả các khâu trên công trường đều được nghiệm thu, kiểm tra chất lượng trước khi triển khai những công việc tiếp theo. Trong quá trình thi công công trình, các đồng chí lãnh đạo đảng và chính quyền tỉnh và lãnh đạo thị xã Ba Đồn thường xuyên theo dõi đến thăm công trình. Chính sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo các cấp đã động viên cán bộ, công nhân trên công trường hoàn thành tốt nhiệm vụ, thắp sáng niềm tin cho nhân dân vào một sự đổi thay cuộc sống trong tương lai. Những ngày cuối tháng 9 năm 2020, chúng tôi trở lại công trường xây dựng và thấy được tiến độ thi công công trình đang thay đổi từng ngày. Đoạn đường tỉnh lộ 559B này, khi công trình hoàn thành và tích nước, sẽ chìm sâu dưới lòng hồ, chỗ sâu nhất đến 5 mét. Đoạn chiều dài bị ngập trên 7 km. Đơn vị thi công sẽ di dời đường điện và chuẩn bị đưa con đường lên cao hơn mức nước thiết kế. Trạm bơm thủy lợi Rào Nan, một biểu tượng của cung cấp nước sản xuất nông nghiệp trong suốt thời gian qua, sẽ kết thúc sứ mệnh lịch sử. Khi đập hoàn thành, dòng nước phục vụ sản xuất nông nghiệp sẽ tự chảy, tiết kiệm cho ngân sách hàng năm hàng tỷ đồng tiền điện phục vụ máy bơm và chi phí quản lý vận hành. Trao đổi qua điện thoại với chúng tôi, ông Nguyễn Quang Minh, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Sơn Hải cho biết, tập đoàn đã và đang đầu tư nhân lực, thiết bị, triển khai ứng dụng các giải pháp công nghệ hiện đại nhất hiện nay để thi công vượt tiến độ 3 tháng, hoàn thành và bàn giao công trình đảm bảo chất lượng và mỹ thuật trong tháng 9 năm 2021. Hôm nay và ngày mai nữa, dòng nước ngọt lành Rào Nan đã và sẽ đổ về các ngả vùng Nam, làm nên những cánh đồng lúa trĩu nặng mùa vàng, những khu vườn sum suê hoa trái, vượt qua sông Danh về các phường phía Bắc thị xã Ba Đồn và ngược lên các xã đang thiếu trầm trọng nước sạch sinh hoạt của huyện Quảng Trạch, sẽ thấy được những lợi ích lớn lao từ công trình thủy lợi Rào Nan. Với trữ lượng 10 triệu mét khối nước, nguồn nước ngọt lành Rào Nan đã và sẽ tiếp sức cho cuộc sống sinh hoạt đổi thay, dù điều kiện biến đổi khí hậu khắc nghiệt nhất, để một vùng đất rộng lớn vươn lên kiến thiết cuộc sống sung túc, bền vững, vươn xa tới tương lai. Khát vọng đang gần đến hiện thực, dòng Rào Nan tiềm năng nhưng còn gian khó sẽ đổi thay với quê hương, đất nước. Đầu tháng 10 năm 2019, ông Đoàn Minh Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Ba Đồn đã có buổi làm việc với các thôn vùng cồn bãi xã Quảng Minh về việc thực hiện dự án cầu, kè, kết hợp khu neo đầu tàu thuyền Cồn Lâm, xã Quảng Minh. Ông khẳng định, cây cầu không chỉ nối liền giao thông, nối những bờ vui mà còn nối liền sức dân thành một khối thống nhất. Từ khẳng định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, bà con nhân dân các thôn vùng cồn bãi, xã Quảng Minh, thị xã Ba Đồn đang hân hoan đón chờ cây cầu nối những bờ vui được triển khai thi công trong thời gian sớm nhất. Bờ Rào Nan ở khu dân cư qua thôn Linh Cẩn Sơn được gia cố vững chắc, chống sói lở bằng giải pháp công trình. Từ năm 2019, phạm vi từ chợ Quảng Sơn nối tiếp với tuyến kè dài 1,6 km đang được đầu tư xây dựng với chi phí 28 tỷ đồng.
đảm bảo an toàn trong mùa lũ cho các hộ dân sống ven bờ thôn Linh Cần Sơn. Còn đây là bến đò ngang Hà Sơn, Quảng Sơn. Người dân nơi đây cũng đang náo nức với những mũi khoan địa chất đầu tiên thăm dò để xây dựng cầu. Rồi đây, đôi bờ sẽ thêm một nhịp cầu bằng bê tông vĩnh cửu, tạo thông thương phát triển cho cả vùng đất phía Tây Nam, xã Quảng Sơn và trong vùng. Mong ước, khát vọng, dòng sông hiền hòa dịu ngọt, lấp lánh điểm sáng công trình thủy lợi Rào Nan và những nhịp cầu vĩnh cửu trường tồn đến mai sau nữa. Trong mơ ước của chúng tôi sẽ có một dự án tổ chức tour đưa đón khách du lịch trải nghiệm làng quê, du ngoạn, câu cá trên sông Danh, sông Nan và lòng hồ Rào Nan tuyệt đẹp, kết nối đường thủy sông Son lên Phong Nha, Kẻ Bàng, trở thành một tuyến du lịch hấp dẫn và thu hút du khách gần xa. Để biến ước mơ ấy trở thành hiện thực, chỉ có khát vọng là chưa đủ. Sự quan tâm lãnh đạo của Đảng với hỗ trợ của nhà nước rất quan trọng và cần thiết. Nhưng nếu thiếu sự quyết tâm, nỗ lực của người dân và cả cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương thì không thể mở ra được cánh cửa đi đến thành công. Chắc chắn đó còn là chặng đường dài và sẽ gặp không ít khó khăn. Nhưng chúng tôi tin rằng dòng Rào Nan sẽ viết lên những bài ca đầy giai điệu về cuộc sống mới và tương lai tươi sáng.